Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là những linh kiện trên Huawei B20 Pro đang được đã tháo rời ra chờ thay mới sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn vẫn là địa chỉ cung cấp full linh kiện trên điện thoại Huawei B20 Pro phục quá trình thay mới sửa chữa bị các bạn khi cần. Chúng tôi nhận sửa khắc phục full tất cả các lỗi sự cố trên Huawei B20 Pro. Các lỗi sự cố như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, vỏ máy đều có sẵn phương án sửa chữa nhanh, chính xác từ di động cao cấp.vn. Các lỗi sự cố liên quan đến phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có file chạy, fix lỗi nhanh, chính xác từ di động cao cấp.vn. Tại thời điểm tháng 4, 2022, di động cao cấp.vn vẫn là địa chỉ cung cấp full tất cả các link phụ kiện trên Huawei B20 Pro phục quá trình thay mới, sửa chữa bị các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản trên điện thoại Huawei B20 Pro như hỏng màn đều có sẵn những cái linh kiện thay mới sửa chữa bị các bạn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa chữa Huawei B20 Pro, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn cho quý các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video để di động cao cấp.vn.